Thưa quý vị và các bạn, khi nhập khẩu lô hàng máy móc thiết bị sử dụng để lắp đặt dây chuyền dệt nhuộm vải may mặc, một doanh nghiệp đã khai báo với cơ quan hải quan là hàng hóa mới 100%, nhưng thực chất là hàng đã qua sử dụng. Doanh nghiệp này đã bị Tri cục Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng, Cục Hải quan Tây Ninh phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện. Sau đó vụ việc đã bị Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Vụ việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Sunrise Việt Nam, có địa chỉ ở lô A11.1, đường số N7, khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 30 tháng 10 năm 2019 và 21 tháng 11 năm 2019, công ty đã mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại tri cục hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng, cục hải quan Tây Ninh, nhập khẩu máy móc, thiết bị, gồm sử dụng để lắp đặt dây chuyền dệt, nhuộm vải, may mặc, được sản xuất vào các năm 2018-2019, mới 100%, trị giá 1 triệu 542.175 đô la Mỹ, tương đương gần 36 tỷ đồng, có xuất xứ từ Trung Quốc vận chuyển bằng đường biển vào Việt Nam. Kiểm tra thực tế, Tri Cục Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng phát hiện toàn bộ hàng hóa nhập khẩu trong hai lô hàng nhập khẩu trên của doanh nghiệp đều đã qua sử dụng được sản xuất vào các năm 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2014, 2016 và 2017. Với hành vi nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải có giấy phép mà không có giấy phép và cố ý khai sai toàn bộ về chất lượng của lô hàng nhập khẩu, thay đổi tem nhãn một số máy móc trong lô hàng nhằm trốn tránh sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động nhập khẩu máy móc cũ không đủ điều kiện nhập khẩu của doanh nghiệp, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố hình sự tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.